Hải Vân và Minh Phương xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Và kính thưa quý vị, như thường lệ, phần mở đầu của bản tin hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chương mục tin nóng với rất nhiều tin tức về an sinh xã hội, an ninh trật tự và các thông tin đáng chú ý khác diễn ra tại các tỉnh thành trên cả nước. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Vào chiều qua, một cơn mưa nặng hạt trút xuống nhiều nơi trên khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh làm nhiều địa bàn bị ngập nặng, cây xanh gãy đổ ra đường. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong cơn mưa hôm qua, xuất hiện mưa đá kéo dài nhiều giờ liền đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân ở thành phố này. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6, một số khu vực của thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa đá. Những viên đá có kích thước từ hạt đậu đến hạt nhãn rơi lột đột trên mái nhà và mặt đường trong khoảng 10 đến 15 phút và tan nhanh trong nước mưa. Trong và sau cơn mưa, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok tràn ngập những hình ảnh và video về cơn mưa đá theo đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, hàng năm thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện từ 1 đến 2 trận mưa đá. Điều kiện để hình thành mưa đá là nhiệt độ và độ ẩm cao, đối lưu rất mạnh, thường có mây đối lưu phát triển lên cao hàng chục km, thậm chí vượt qua đối lưu hạn, hạt nước ngưng kết nối thành đá rơi xuống. Cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, người dân thành phố Hồ Chí Minh chật vật di chuyển sau cơn mưa. Thậm chí ở một số tuyến đường, cây cối ngã đổ sau trận mưa lớn gây ách tắc giao thông liên quan đến câu chuyện phát phiếu quà tặng trị giá 2 triệu đồng đang gây xôn xao người dân trên địa bàn xã Phú Quế, huyện Long Hồ vào ngày 17 tháng 6. Sau khi nhận được phản ánh từ bà con, Công an huyện Long Hồ đã mời những người phát phiếu lên làm việc, đồng thời thông tin đến người dân không đến địa điểm ghi trên phiếu để nhận quà. Ngày 10 tháng 6, nhiều người tập trung tại một nhà trọ trên địa bàn xã Phú Quế để nhận phiếu quà tặng trị giá 2 triệu đồng trên phiếu ghi thời gian và địa điểm nhận quà lúc 15 giờ ngày 17 tháng 6 tại điểm bán hàng ở xã Phú Quý. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ. Công an huyện Long Hồ xác định người liên quan đến việc in và phát phiếu quà tặng là anh LNH, 24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và giờ VB, 31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương. Tại cơ quan công an, Hát khai nhận có quen biết một người bạn gái trên mạng xã hội. Bạn gái giới thiệu giờ VB và B đã hướng dẫn Hát in phiếu quà tặng cho người dân để làm từ thiện với tổng số tiền 3 tỷ đồng. Tin lời, Hát in tổng cộng 1.500 phiếu quà tặng, mỗi phiếu có trị giá 2 triệu đồng và đã phát 1.100 phiếu. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 6, khi Hát liên lạc thì B nói không phát quà nữa. Công an huyện Long Hồ đã thu hồi nhiều phiếu quà tặng và đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ. Sau 2 ngày xét xử và thời gian nghị án vào sáng nay, Tòa nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án phạt đối với 12 bị cáo trong vụ sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6005D Đồng Nai trước đó. Về tội nhận hối lộ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm, mức án 3 năm tù, Phạm Văn Tân và Kiều Văn Dinh, Phó Giám đốc, cùng mức án 2 năm 6 tháng tù. Các đăng kiểm viên gồm Hồ Phương Kiệt, Phạm Xuân Thành, Nguyễn Thái Bình, Vũ Xuân Nghĩa, Vũ Văn Tài, Nguyễn Trần Duyên Ngọc và Nguyễn Cao Hùng cùng mức án 2 năm tù. Về tội đưa hối lộ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Thông mức án 2 năm tù, Nguyễn Tiến Lan mức án 1 năm 6 tháng tù. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2020, các bị cáo đã nhận hối lộ gần 80 triệu đồng và thu lợi bất chính gần 50 triệu đồng của các chủ xe để bỏ qua lỗi không đủ điều kiện về tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe khi đăng kiểm. Liên quan đến vụ việc chồng dùng dao sát hại vợ do ghen tuông khi đang chở nhau đi làm về mà nóng 24 giờ đã từng thông tin đến quý vị trong bản tin trước đây. Đến sáng ngày 15 tháng 6, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng, trú tại huyện Châu Phú, tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2023, trong lúc đi làm già ăn trưa tại công ty, Dũng nhớ lại chuyện Dũng và chị Lê Thị Gẩm vợ của Dũng, mâu thuẫn về tiền bạc. Dũng ghen tuông, nghĩ chị Cẩm của người đàn ông khác nên nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát. Để thực hiện, Dũng điều khiển xe mô tô đi mua một cây dao Thái Lan giấu trong lưng quần và bốn cây dao nhỏ để trong cốp xe để điều khiển đến công ty nơi chị Cẩm làm việc thuộc ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ. Dũng gọi chị Cẩm ra, điều khiển xe mô tô chở Dũng đến quán cà phê gần đó để nói chuyện. Vừa đi được một đoạn, Dũng ngồi phía sau, dùng dao đâm nhiều nhát làm chị Cẩm ngã xuống đường bất tỉnh. Lúc này người dân gần đó chạy đến bắt Dũng, giao cho công an xã Bình Mỹ. Còn chị Cẩm đã tử vong trên đường đến trung tâm y tế huyện Châu Phú. Vừa qua, tại tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ tử vong khi rơi từ tầng 4 của một khách sạn trên địa bàn. Ngay sau đó, công an thành phố Di An đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau đây là thông tin chi tiết. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 14 tháng 6, một người phụ nữ 44 tuổi quê Đồng Tháp được phát hiện rơi từ trên cao xuống đất nằm bất động phía sau bộ khách sạn trên đường Vành Đai Đại học Quốc gia, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Nhận tin báo, công an có mặt lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để làm rõ. Qua đó xác định đêm hôm trước, nạn nhân cùng chồng tới thuê phòng tại tầng 1 để sáng ngày 14 tháng 6 đi khám bệnh tại bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tới khoảng 6 giờ sáng ngày 14 tháng 6, người phụ nữ đi từ tầng 1 lên tầng 4, ra khu vực giặc ủi, ngồi khoảng 15 phút, rồi sau đó nhảy xuống dưới sân. Chuyển sang thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự vừa diễn ra tại các tỉnh thành trên cả nước. Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt xóa một đường dây mua bán ma túy cần sa do Nguyễn Phi Cơ, sinh năm 1995, trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu. Đáng chú ý là đường dây này đã lợi dụng không gian mạng để mua bán cần sa hoạt động trên quy mô cả nước với phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, tổ chức chặt chẽ, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 6, dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều tỉnh thành đã đồng loạt tổ chức bắt 11 đối tượng, khám xét các kho hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thu giữ một lượng lớn cần sa đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ cùng rất nhiều công cụ phương tiện phục vụ việc đóng gói ngụy trang hàng hóa trên 7 tỷ 500 triệu đồng và các thiết bị điện tử đường dây ma túy này hoạt động trên cả nước với thủ đoạn mới tổ chức chặt chẽ có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng đối tượng trong đường dây nhà khách hàng chỉ liên lạc qua các hội nhóm trên ứng dụng telegram viber việc mua bán thông qua chuyển khoản ngân hàng và dịch vụ chuyển phát nhanh Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực bến xe Sóc Trăng thường xuyên có đối tượng biểu hiện nghi vấn tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy, công an địa phương này đã phục kích bắt giữ hai đối tượng là Đoàn Phương Lâm sinh năm 1987, trú ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và Tiêu Huy Mai Phương sinh năm 1980, trú ở phường 2 thành phố Sóc Trăng. Đáng khen là chỉ trong cùng một ngày, lực lượng chức năng ở tỉnh này đã triệt phá thành công hai vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy ngay trên địa bàn. Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 12 tháng 6, lực lượng công an phát hiện đối tượng Lâm có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ một gói ni lông bên trong khối thức rắn màu trắng là ma túy, có khối lượng gần 200 gram loại methamphetamine. Qua làm việc nhanh, Lâm khai nhận đã mua ma túy đem về cho Phương tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở hiện tại của Phương tại địa chỉ nêu trên. Lực lượng chức năng thu giữ 8 gói ni lông bên trong khối chất rắn màu trắng và hai ống thủy tinh bên trong khối chất rắn màu vàng là ma túy có khối lượng 8,5 gram loại methamphetamine, 3 súng ngắn, 7 cây dao và số tiền 90 triệu đồng cùng một số tài vật có liên quan. Tiếp đó, vào khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, công an thành phố Sóc Trăng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà số 39, đường Ngô Quyền, khóm 2, phường 1, thành phố Sóc Trăng, Lực lượng công an phát hiện hai đối tượng gồm Quách Thanh Sơn, sinh năm 1976, và Nguyễn Thị Quỳnh Hồng, sinh năm 1991. Cả hai cùng trú tại địa chỉ trên, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hai bị gói ni lông bên trong có chất trắng màu trắng và hai ống thủy tinh bên trong có chất trắng màu vàng là ma túy có khối lượng gần 4 gram loại methamphetamine cùng một số tan vật có liên quan. Vừa qua trong lúc thấy bạn nhậu đánh nhau khi hát karaoke, chủ nhà đứng ra can ngăn nhưng không ngờ lại bị bạn nhậu đánh tử vong và ngay sau khi gây án, hung thủ đã ra công an để đầu thú. Cụ thể vụ việc như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi thông tin dưới đây. Ngày 14 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Thạch Hoàng Hiển, 40 tuổi, ngụ thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần về tội giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 10 tháng 6 Hiển và ông NTV 34 tuổi, nhậu tại nhà của ông NNL 40 tuổi, ấp An Cư, xã Tân Hòa, khoảng 13 giờ cùng ngày, trong lúc hát karaoke thì Hiển và V xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy bạn nhậu đánh nhau, anh NL can ngăn thì bị Hiển dùng búa đánh vào đầu, nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 12 tháng 6 thì tử vong nghiện ma túy lại không có tiền tiêu xài, một nhóm đối tượng gồm 4 người đã rủ nhau đi cướp giật tài sản của người dân đi trên đường. Ngay sau đó, công an thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đã triệt phá thành công, bắt giữ băng nhóm này để xử lý theo quy định của pháp luật. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Minh Hiếu, Lê Minh Nghĩa, Lê Minh Toàn và Nguyễn Duy Phương. Theo điều tra ban đầu, đây đều là những đối tượng nghiện ma túy, do cần tiền sử dụng nên đã nhiều lần rủ nhau đi cướp giật tài sản. Thủ đoạn mà nhóm tội phạm thực hiện là theo dõi những người đi bộ có cầm túi sách, điện thoại hoặc vừa đi bộ vừa nghe điện thoại khi thấy sơ hở mất cảnh giác, ra tay cướp giật rồi lên xe máy tẩu thoát. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 6 năm 2024, các đối tượng này gây ra 10 vụ cướp giật tài sản. Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 7 chiếc điện thoại smartphone, 2 chiếc xe máy. Về trận mưa to gió lớn xảy ra chiều ngày 14 tháng 6 mà một máy hiên lắp pin mặt trời ở cư xã Hưng Lợi, tỉnh Bình Dương đổ sập, khiến hàng chục tiểu thương hốt hoảng bỏ chạy. Vụ việc xảy ra quá nhanh nên một số người dân không kịp tháo chạy, dẫn đến bị thương và một số tài sản bị hư hỏng nặng. Sau đây là hình ảnh cận cảnh tại hiện trường. Theo một số người dân, chiều ngày 14 tháng 6, khi mưa to kèm theo gió lớn đã khiến mái hiên khu vực tập trung buôn bán trong cư xá Hưng Lợi 2 bị đổ sập. Khu vực mái hiên cư xá bị đổ sập rộng khoảng 200 mét vuông. Vụ việc khiến một số người dân bị thương và một số tài sản của các tiểu thương bị hư hỏng. Một người dân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, mọi người hô hoáng bỏ chạy toán loạn. Rất may, vào thời điểm này, công nhân chưa tan ca nên chưa có nhiều người trong khu vực này. Nếu đúng giờ công nhân tan ca và mua đồ ăn thì có thể sẽ có nhiều người bị thương. Được biết vào chiều nay mưa to kèm theo gió lớn diễn ra trên diện rộng, một số tuyến đường tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã bị ngập, cây xanh ngã đổ khiến nhiều nơi bị kẹt xe kéo dài. Cùng ngày cũng tại địa phương này, lực lượng tìm kiếm ở thành phố Tân Uyên đã tìm thấy thi thể người phụ nữ đi đường bị nước cuốn trôi mất tích do cơn mưa lớn. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ngoài cánh đồng bị neo lại ở cây bụi. Vị trí tìm thấy cách hiện trường ban đầu khoảng 1 km. Vào khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 6, người phụ nữ đi bán trái cây đi qua khu vực dự án bất động sản ở phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, thì nước mưa dâng cao dẫn đến việc người này bị nước cuốn xuống suối. Phát hiện sự việc, người dân hô hoán nhau để cứu nạn nhân nhưng bất thành. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do đêm tối, địa hình phức tạp đã không tìm thấy nạn nhân trong đêm. Đến sáng nay, một người dân đi thăm lưới dưới suối đã nhìn thấy nạn nhân. Theo người dân địa phương cho biết, có thể nạn nhân bị nước cuốn xuống suối. Thời điểm này, mưa lớn đổ về đã đẩy nạn nhân trôi ra cánh đồng. Danh tính nạn nhân được xác định là NTNH, sinh năm 1971, quê Đồng Nai, hiện thường trú tại khu phố 7, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, Bình Dương. cái lúc gia chủ đang say giấc, một tên đạo trích đã đột nhập vào nhà người dân, cưỡng đi nhiều tài sản có giá trị. Đáng chú ý là tên này là nữ và lẻn vào nhà bằng cách treo tường. Trích xuất camera an ninh cho thấy, một thiếu nữ tuổi còn khá nhỏ đã vào trong phòng khi chủ nhà ngủ, lấy túi sách đem ra ngoài, lục lấy một ít tiền lẻ rồi tổ thoát. Dấu vết hiện trường cho thấy, thiếu nữ treo tường vào nhà. Chủ nhà sau đó đã xác định được danh tính thiếu nữ này ở địa phương, nhưng khi tới nhà tìm thì gia đình cho biết Cô bé bỏ nhà đi khoảng 2 tháng chưa về. Tình huống tiếp theo cũng liên quan đến vụ trộm cắp vừa xảy ra ở tỉnh Kiên Giang. Trong lúc nhân viên kiểm kho lỡ ngủ quên, bên ngoài còn dựng một chiếc xe máy. Thế vậy, một tên trộm đã thư cơ hội dắt chiếc xe mất hút trong đêm vắng. Và đây là lời cảnh báo mà camera nóng muốn chia sẻ đến quý vị để cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ tài sản của mình. Đừng để, để tài sản hớ hơn tạo cơ hội mất của giống như tình huống dưới đây. Ghi nhận lúc rạng sáng tại một nhà kho ở tỉnh Kiên Giang cho thấy chiếc quen pha màu trắng biển số 68 c 29224 để hứa hình trước cửa. Khoảng 2 giờ 25 phút ngày 11 tháng 6, nhân viên kho đã ngủ quên, cửa kho còn mở toang Một đứa tượng đã tiếp cận và dễ dàng dắt chiếc xe rời đi. Năm nhân viên đã phải trả giá khá đắt vì sự đảng trí của mình. Mới đi một đoạn clip ghi lại cảnh tượng hai tên cẩu tặc lợi dụng lúc trời rạng sáng ít người qua lại, thấy một con chó đang đứng trước nhà liền ra tay hành nghề. Vụ việc đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc trước sự liều lĩnh lộng hành của các cẩu tặc này. Qua đó, camera nóng cũng muốn cảnh báo đến quý vị đang nuôi thú cưng nên đề phòng cảnh giác trước các thủ đoạn của những kẻ gian. Đoạn clip camera an ninh nhà dân ở hẻm 15, đường Phan Quý Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ghi lại cho thấy hai cổ tặc đi săn mồi rất rạng sáng. Khi phát hiện chú chó chạy đông bên ngoài, ngay lập tức đối tượng ngồi sau dơ súng bắn hạ. May mắn chú chó chạy thoát được nên mới không bị bắt. Chủ nhà đã chia sẻ clip để cảnh báo người nuôi chó chú ý cảnh giác. Mới đây trên đường tỉnh lộ 835B, xã Phước Lý, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An, vừa xảy ra một vụ mất điện cục bộ trên địa bàn. Nguyên nhân là do nóc của xe tải quá cao đã khiến đường dây điện bị vướng vào khi đang lưu thông trên đường. Chi tiết ra sao? Mời quý vị tiếp tục theo dõi camera nóng ngay sau đây. Giờ 18 giờ tối ngày 12 tháng 6, tại tỉnh lộ 835B, ấp Phước Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An, một chiếc xe tải cỡ lớn mang biển số 50H28544 đi qua khu vực này. Không may, nóc xe tải dướng vào đường dây điện sinh hoạt của người dân. Vụ việc đã khiến đường dây ngã đổ, đứt nguồn điện, người dân sống ở khu vực này bị mất điện cục bộ. Dù sự việc đã xảy ra cách đây 3 ngày, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, người dân trên địa bàn vẫn chưa có điện để sử dụng và chưa ai chịu trách nhiệm nối đường dây giúp bà con sinh hoạt bình thường. quý vị và bà con, tận dụng diện tích mặt nước trống trong vườn sầu riêng rộng hơn 10.000 10 m2, chỉ Lê Thị Sánh, ngụ tại tỉnh Hậu Giang, chọn hoa súng kiển để trồng sen canh trong vườn. Chỉ sau một năm, mô hình hoa súng kiển đa sắc giúp 9x này thu về lợi nhuận 60 triệu đồng một tháng. Đa dạng về chủng loại màu sắc bắt mắt là dễ trồng dù chỉ mới xuất hiện trên thị trường. Hoa súng kiển ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và bà con cùng theo chân nhóm phóng viên chuyên mục Nhà nông thông minh tìm hiểu về mô hình kinh tế độc đáo này. bén duyên với hoa súng kiển vào đầu năm 2023 bởi đam mê hình dáng và màu sắc của loại hoa này. Thời điểm đó, chị Lê Thị Sánh bỏ ra 10 triệu đồng để sưu tầm 10 loại hoa súng kiển giống từ Thái Lan và Úc về trồng thử nghiệm. Nhận thấy cây dễ trồng lại dễ ra hoa, chính x này quyết định khởi nghiệp. Đối với dòng súng Thái và dòng súng Úc nó có ưu điểm. Cái thứ nhất là thị trường nó mới lạ. Cái thứ hai nữa là nó mang lại cho mình cái nguồn kinh tế cao với lại là cái nét đẹp của nó là nó ngẫu nhiên và nó tùy hứng, nó đa dạng. Và từ cái nguồn đam mê của nó thì em bắt đầu chọn nó. Rồi từ từ thì mình sẽ phát triển rộng hơn và hiện tại vườn thì có khoảng là gần 100 giống Úc Thái. Chị Sánh cho biết, hoa súng Thái Lan khi trồng khoảng 3 tháng, cây sẽ cho hoa riêng giống súng Úc từ 5 đến 6 tháng. Phương pháp nhân giống chủ yếu bằng cách ép củ nhân con hoặc gieo hạt. Đối với hoa súng kiển, thường được trồng bằng đất hữu cơ, tuyệt đối không trồng bùn nhão, dễ gây úng cây. Khi trồng cây không được trồng quá sâu bởi khi đó cây sẽ khó làm nụ, chồi non khó phát triển. Để tối đa lợi nhuận, Guinness này đã tận dụng diện tích mặt nước trong vườn sầu riêng để trồng xen canh các loại súng kiển. Với cách làm này, vừa tối ưu được diện tích lại tiết kiệm được chi phí phân bón em đang trồng sen canh giữa sầu riêng và hoa súng thì diện tích ở ao nó trống cho nên em tận dụng được cái phần đất có sẵn nguồn hữu cơ dồi dào từ nước phù sa nước ngọt từ dòng sông kinh sáng sà no thì em trồng như vậy là mình sẽ không phải mất chi phí về phân thuốc hoặc là giá thể đất mình mua Hoa súng út thường trổ hoa từ tháng 3 đến tháng 11, mặt bông thường to hơn, không cánh tròn và đẹp hơn so với hoa súng thái. Với hoa súng thái ra hoa quanh năm, phần lá sẽ trông nhọn hơn. Hoa súng màu càng đậm, cánh hoa to, tròn, nhiều lớp sẽ càng có giá trị. Đây là những loại đẹp, lai tạo ra những giống súng mới bắt mắt, lạ. Hiện chiếc Disney này sở hữu vườn súng rộng 5.000 mét vuông với hàng trăm loại. Ngoài các loại giống nhập về, chị Sánh còn tự lai tạo để phát triển thêm giống mới như khao xanh, tím, vàng, cam, đa sắc, tức nhiều màu trên một bông hoa. À, đối với những dòng lai tạo thì khi mà mình chọn những cái mặt bố mẹ đẹp ví dụ như màu vàng hoặc là màu hồng mình lai tạo ra thì khi đó phát triển mình sẽ lấy hạt để gieo ươm thì con nó có thể là ra nửa vàng, nửa hồng hoặc là toàn bộ là màu vàng hoặc màu hồng hoặc có thể ra màu trắng ngẫu nhiên tức là nó đa dạng về màu sắc và con nó phát triển ngẫu nhiên chứ nó không quy định phải giống như ren bố mẹ của nó à, đối với dòng súng á, thì khi mà lai tạo mà nó càng đột biến và bông màu hoa càng lạ thì giá trị nó càng cao ngoài việc bán hoa giống chín x này còn bán hoa súng với giá 6.000 đồng mỗi bông riêng cây giống có giá từ 50.000 đồng đến vài triệu đồng một cây tùy loại hiện mỗi tháng chị xuất bán ra thị trường với số lượng hàng ngàn cây, chủ yếu bán thông qua mạng xã hội, sàn giao dịch điện tử. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An cũng đã hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên bản tin này sẽ quay lại vào ngày mai lúc 18 giờ để chia sẻ với quý vị những thông tin nóng nhất mới nhất. Còn bây giờ thì Minh Phương và Hải Vân xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.